Mình đang ra vườn tìm bắp chuối để bẻ về làm cái món gỏi ốc bu bắp chuối này các bạn. Thì đây là mớ ốc bu nè. Sáng mình đi mua ở ngoài chợ vậy nè, ốc bu người ta bắt ở trong vườn ra người ta bán á, thấy ngon quá mình mua về mình là luộc. Giờ mình sẽ làm cái món ốc bu gỏi bắp chuối. Thì bây giờ đầu tiên là mình luộc chín cái đã mới được làm gỏi. Cái này mình có xả cái lít ra để lát mình lẩy ra cho nó dễ mà. Thì mình bỏ thêm miếng muối vô cho nó ngọt. Bắp chuối mình hái ở trong vườn nè, bắp chuối chuối sim. Rồi mình sẽ xắt ra để mình xắt nhuyễn ra để mình làm gỏi. Bây giờ mình xắt bắp chuối ra. Bỏ bớt mấy cái bẹ già ở ngoài. Thì mình chỉ lấy mấy cái bẹ thôi, còn những cái trái thì mình bỏ bớt cho nó đừng chát. Đó, thì mình xắt ra. Những trái này ăn không quen là nó chát đó. Chuối thơm như vậy. Thì đây là mớ bắp chuối mình vừa sắc xong. Đây có một cái bắp chuối nó ra bao nhiêu đây các bạn. Mình ngâm tí xíu cho nó ra mủ bớt. Mình đi tắt để nó không bị đen cái bắp chuối. Còn ở ví dụ ở ngoài chợ người ta bán thì người ta ngâm tẩy hay gì đó mình chả biết. Nhà mình dùng tắt thôi. Cây nhà lá vườn. Đây, ốc là mình đã lấy ruột ra sẵn đó nè. Giờ thì mình sẽ nào bự mình xắt nhỏ. Bự xắt làm hai xong rồi mình xào qua cho nó thấm rồi mình mới trộn với bắp chuối. Thì giờ mình bắt cái chảo nóng, mình cháy tỏi mình bỏ ốc cho mình xào với gia vị đường, nước mắm, muối, bột ngọt cho nó đều trước khi mình làm gỏi. Tỏi cháy bắt đầu cho nó thơm thơm, mình bỏ vô cho nó món ăn cái được, nó có mùi hương thơm. Mình thả ốc vào. Gia vị gồm có đường, bột ngọt, nước mắm. Trước khi ấy thì mình cháy tỏi cho nó thơm. Mục đích mình xào là cho nó thấm gia vị cho nó ngon, nó vô ngóc nó đều nè. Cho mình trộn nó chứ mới ngon hơn. Ngon hơn là mình chỉ đơn thuần là mình trộn với gỏi gia vị sau. Đây, đây là bắp chuối sau khi mình rửa và ngâm nước. Mình bỏ ở đây có đường nè. Giờ mình tiến mình đổ ốc vô. Mình trộn. Ốc này trước khi trộn đã qua sơ chế rồi nha các bạn. Giờ mình trộn cho đều ốc với gỏi bắp chuối. Thì mình ăn chua hay là như thế nào đó thì tùy cái lượng chua mình ăn, mà mình có thể làm bằng giấm hoặc là tắc. Ở đây thì mình sử dụng tắc, cây nhà lá vườn ở quê thì mình chỉ hái tắc vô mình trộn thôi chứ mình không có làm bằng giấm. Thì mình bỏ ít lá rau găm mình xắt ra cho nó thơm, bán đi cái mùi tanh của ốc. Thấy không? Thì đây là cái dĩa gỏi ốc bu trộn với bắp chuối, rau găm. Các bạn thấy có hấp dẫn không? Cái thịt ốc nè rất là ngon. Mình trộn này, mình trộn với tắc ở vườn á, ở miền Tây á, tắc quê á, nên là rất là thơm. Thì rau găm này có mục đích là để bán cái mùi tanh của ốc thôi. Các bạn thấy không? Nó hấp dẫn. Đây các bạn thấy không? Cái miếng ốc nè, miếng ốc bu nha các bạn. Ốc bu chứ không phải ốc bu vàng nha. Thì cái món này mình ăn với có thể là chấm với nước mắm cũng được, hoặc là ăn không. Món này nhậu thì rất là ok. Trời đang mưa găm gã nè, nhậu với rượu đế là đúng bài miền Tây luôn. Các bạn thấy không? Cái gỏi nè, nhìn rất là đẹp. Cảm ơn các bạn xem clip. Chúc các bạn có một ngày làm việc vui vẻ. Nếu mà các bạn thưởng thức món ốc bu tộm gỏi bắp chuối với mình. Món này chắc mình cũng ăn thôi chứ không có nhậu nhẹt gì, để nói cho vui thì thôi, chứ chủ yếu là làm đồ ăn để ăn cơm thôi. Chào các bạn.